Hà Tĩnh học cụ tổng, cắt đuôi Thạch Sùng. Chính quyền của Đảng thường hay dùng từ đánh rắn phải đánh dập đầu, nghĩa là muốn dẹp loạn thì phải hạ được thủ lĩnh. Tuy nhiên, trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tổng thì lại không làm theo cách như vậy. Cho tới nay, rất nhiều vụ án lớn, ông Tổng không triệt hạ được người đứng đầu mà lại thả cho họ hạ cánh an toàn. Vụ Việt Á được ông Nguyễn Phú Trọng đánh rất mạnh vào các CDC tỉnh thành, thậm chí đánh vào một số lãnh đạo của tỉnh. Tuy nhiên, những người ở Trung ương tham gia cùng Việt Á thì lại vẽ đường cho con đường thoát. Ông Vũ Đức Đam từng là Bộ trưởng Bộ Y tế và là Phó Thủ tướng phụ trách Y tế chỉ bị loại ra khỏi Trung ương Đảng. Người ẩn danh nắm tới 80% cổ phần của Việt Á vẫn không bị đụng đến. Theo thông tin ngoài luồng cho biết, người nhà của một trong các tứ trụ nắm lượng cổ phần này, kết quả trụ này chỉ bị thoái vị mà không hề bị bất kỳ trách nhiệm hình sự nào. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà, thủ phạm vụ xe công đón con. Vụ chuyến bay giải cứu cũng là một vụ ăn lớn, bắt rất nhiều người, nhưng ở tầng cao, ông Phạm Bình Minh chỉ phải nhả ghế là được an toàn. Hầu hết các án nặng đều dành cho cấp dưới, vốn chỉ là những kẻ thừa hành hoặc quản lý ở các địa phương. Như vậy, người thừa hành thì bị trừng phạt rất nặng, còn kẻ chủ mưu thì lại thoát tội. Rất nhiều vụ án từ trước đến nay cho thấy ông Tổng chống tham nhũng chỉ là việc cắt đuôi con Thạch Sùng, thay vì đánh cho nó dập đầu. Mà cắt đuôi con Thạch Sùng thì nó lại mọc ra cái đuôi mới. Vì thế ông Tổng càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng lú lên mạnh mẽ hơn. Vụ bà Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Lệ Hà cho xe công gắn còi hụ chạy vào sân bay Vinh đón con cho tới nay, Đảng ủy Hà Tĩnh chưa xử lý người chủ mưu vụ này, mà thay vào đó Tránh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh lại phạt phóng viên hỏi bà Hà về vụ việc. Và mới đây, Công an Hà Tĩnh lại xử phạt tài xế 2,5 triệu đồng, tước bằng lái 2 tháng, tịch thu bộ đèn và còi ưu tiên. Lái xe chỉ là người thừa hành, họ chỉ làm theo lệnh, sao lại phạt họ mà bỏ qua lỗi của người ra lệnh. Rõ ràng chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đang xử lý vụ xe công đón con này bằng cách cắt đuôi con Thạch Sùng. Cái đầu chủ mưu Nguyễn Thị Lệ Hà thì vẫn không sao, trong khi đó lỗi là do bà này gây ra. Rõ ràng chính quyền Hà Tĩnh muốn thách thức dư luận rằng chúng tôi sai, chúng tôi phạt người khác, thì dư luận làm gì được chúng tôi đây? Cách xử lý như thế là bao che cho kẻ chủ mưu. Vụ việc này đang rất nổi trên mặt báo, chẳng lẽ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không thấy, không biết hay sao? Muốn chống tham nhũng hiệu quả thì ông Tổng phải chống luôn những kẻ chống tham nhũng kiểu cắt đuôi con Thạch Sùng. Tuy nhiên, nếu ông Tổng làm thế thì cũng khó cho ông. Bản thân ông đốt lò cũng thường theo cách cắt đuôi con Thạch Sùng quẳng vào lò, chứ ông nào có làm theo tôn chỉ đánh rắn phải đánh dập đầu đâu. Chủ thì sai nhưng chính quyền đã đi phạt tớ. Nay ông Nguyễn Phú Trọng đã 80 tuổi và sức khỏe đã rất yếu rồi. Có lẽ ông không còn đủ thời gian để thực hiện một cuộc cách mạng trong chiến dịch chống tham nhũng nữa. Với tuổi tác và sức khỏe như vậy, chỉ riêng việc ông có thể sống đến hết năm Thìn thì đã là kỳ tích, còn nói gì đến việc có đủ sức khỏe và tinh thần và sức khỏe về thể chất để làm một cuộc đại phẫu trong công cuộc đốt lò. Việc thay đổi phương pháp chống tham nhũng từ cắt đuôi con Thạch Sùng sang đánh rắn dập đầu sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Ở Việt Nam, người dân không có quyền. Nếu ở một quốc gia pháp quyền với cách xử lý quan chức kiểu như chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã làm, thì kẻ xử lý sẽ bị pháp luật trừng phạt. Còn ở Việt Nam, họ chỉ xử lý chiếu lệ cho qua chuyện, xem ý dân chẳng ra gì. Họ bao che cho nhau bằng những cách thô thiển nhất, coi thường người dân nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm D với bản tin Hà Tĩnh học cụ tổng, cắt đuôi con Thạch Sùng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D. VinFast, con ngựa kiệt sức đang chạy nước rút. Theo bản báo bạch ngày 2 tháng 10 năm 2023,
và được cập nhật vào ngày 18 tháng 1 năm 2024 trên trang web của Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ. Số cổ phiếu VinFast đã chào bán ra công chúng chỉ mới đạt 75 triệu cổ phiếu, tức là trong gần 4 tháng không có cổ phiếu mới chào bán ra thị trường. Như vậy là việc huy động vốn vẫn đang đứng yên tại chỗ trong nhiều tháng liền. Chỉ mới bán ra được có 3,2% lượng cổ phiếu phát hành mà giá cổ phiếu đã lẹt đẹt không lên nổi. Điều này chứng tỏ thị trường Nasdaq chưa chấp nhận cổ phiếu VinFast. Nếu tung ra thêm, có thể giá cổ phiếu lại rất thê thảm hơn và trở thành cổ phiếu rác. Trong top 45 thương hiệu ô tô tại Mỹ không hề có VinFast. Vào ngày 8 tháng 2, giá cổ phiếu VinFast ngập trong sắc đỏ, xuống chỉ còn 5,3 đô la mỗi cổ phiếu. Không biết sang năm mới, giá của VinFast có khá lên hay không, hay vẫn quanh quẩn từ 5 đến 6 đô la mỗi cổ phiếu. Với tình trạng như vậy, thì việc huy động vốn để xây nhà máy tại Bắc California đang gặp không ít khó khăn, thậm chí là không thể. Ông Phạm Nhật Vượng lấy thị trường Mỹ làm nơi thử thách để VinFast trở thành thương hiệu toàn cầu. Việc nỗ lực để lên được sàn chứng khoán Nasdaq được xem là một thành công. Tuy nhiên, đấy chỉ là thành công bước đầu, còn phải huy động được vốn đủ để xây nhà máy và nuôi hệ thống phân phối tại Hoa Kỳ thì mới là đạt được mục đích. Như vậy, cho đến nay, mục đích này của VinFast chưa đạt được và mỗi ngày thêm một xa vời. Được biết, vào năm 2023, VinFast chỉ tiêu thụ được ở Mỹ có 445 chiếc xe, mà chủ yếu là xe cho thuê. Do vậy, VinFast không được xếp hạng trong top 45 nhãn hiệu xe mà người Mỹ mua trong năm 2023, bao gồm cả xe xăng, xe hybrid và xe điện. Mỹ là thị trường tiêu thụ ô tô lớn nhất của thế giới. Riêng với xe điện trong năm 2023, có 1,1 triệu chiếc xe mới được bán ra tại Mỹ. Trong đó, riêng Tesla bán ra 655.000 chiếc, chiếm 60%. Các hãng xe truyền thống như Ford, GM, Hyundai, BMW, Mercedes, Kia, Volkswagen, Nissan và Toyota bán tổng cộng tầm 450.000 chiếc, chiếm 40%. Phần của VinFast gần như không đáng kể. Vào năm 2024, VinFast có kế hoạch mở rộng thị trường sang Ấn Độ và các nước Đông Nam Á. Đây được xem là hướng đi mở đường sống, bởi hiện nay dồn hết toàn lực cho thị trường của Mỹ khiến VinFast kiệt sức. Ngay từ đầu, ông Phạm Nhật Vượng đã định hướng sai và giờ đây ông đang tìm cách sửa sai. Ở Việt Nam, ông Vượng kiểm soát báo chí và điều khiển cả dàn dư luận viên để định hướng thông tin, tốt khoe, xấu che, và đặc biệt lực lượng này đánh vào lòng yêu nước để người Việt khi mua xe VinFast. Trong giai đoạn đầu, chiến lược này có chút thành công khi nhiều người không ngại ngùng bỏ tiền ra mua chiếc xe vô danh, chất lượng chưa được kiểm chứng với giá tương đương một chiếc xe Toyota. Tuy nhiên, cho tới nay, vũ khí này đã bị cùn dần và giảm tính hiệu quả đi rất mạnh. Việc lập ra công ty taxi xanh để tiêu thụ sản phẩm do chính mình làm ra được cho là một giải pháp xử lý hàng ế. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp lâu bền, vì cuối cùng là kết quả người dùng có mua hay không, chứ không phải đem xe sản xuất ra để mà thành lập đội taxi. Những ngày cuối năm Mão, cổ phiếu của VinFast đã ngập trong sắc đỏ là một điều đáng buồn với ông Phạm Nhật Vượng. VinFast đang đuối dần với tham vọng chinh phục đỉnh Everest của thị trường ô tô. Ngay từ đầu, nếu ông Vượng không chọn Mỹ mà chọn Ấn Độ hay Đông Nam Á để mà chinh phục trước, thì VinFast đã không phải kiệt sức vì gánh núi nợ đến như bây giờ. Việc quay đầu tìm lại thị trường dễ tính trong lúc này là bắt buộc, nhưng có vẻ như đã quá muộn. Núi nợ thì cứ mỗi ngày một cao lên, mà điểm hòa vốn thì vẫn mịt mờ tăm tối. Cổ đông đang rất sốt ruột. Thị trường Đông Nam Á đã bị Tesla và Biden chiếm lĩnh từ nhiều năm qua. Nếu đầu tư sớm vào thị trường này thì giờ đây có thể VinFast đã đồng hành cùng một ông lớn khác rồi. Còn giờ này mới quay đầu sang Ấn Độ và Đông Nam Á thì xem như VinFast cố chạy nước rút so với đối thủ, nhưng lại đang trong tình trạng kiệt quệ vì bị thị trường Mỹ bào mòn. Non trẻ thì cần định hướng đúng đối thủ, còn non mà cứ phí sức thì rất khó thành công, bởi một khi nhận ra sai lầm thì thể đã là quá muộn rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin VinFast con ngựa kiệt sức,
đang chạy nước rút. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.